Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng, các anh chị đầu tư đang xem trên kênh YouTube Nhà Đất Đồng Sơn. Buổi chiều hôm nay mình sẽ review giới thiệu cho quý vị một căn nhà mặt tiền đường chợ, kinh doanh buôn bán đa ngành nghề, vị trí nằm giữa chợ Sung buôn bán, một chợ tự phát rất là dài. Vị trí căn nhà này thuộc phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Nhà này gần với ngã ba ông xã, ngã tư 550, gần với con đường Nguyễn Thị Minh Khai và ngã ba cây Điệp quý vị nhé. Căn nhà mặt tiền hôm nay mình giới thiệu cho quý vị có diện tích chiều ngang là 5m, chiều dài là 27m, tổng diện tích là 136m2. Nhà số hồng riêng hiện tại đang cho thuê làm nha khoa, đang cho thuê với giá là 18 triệu đồng trên một tháng quý vị nhé. Một khu chợ rất là sung, có con đường mặt tiền đường. Căn nhà này chính chủ xây ở, nhưng do điều kiện công việc chủ nhà chuyển công việc và hiện tại đang cho thuê ổn định tại hợp đồng còn vài tháng nữa quý vị nhé. Quý vị mua nếu muốn cho thuê lại thì người thuê sẽ thuê lại luôn. Từ đây mình di chuyển ra ngã ba ông xã chỉ tầm vài trăm mét thôi, và di chuyển ra ngã ba cây Điệp cũng rất là gần. Hướng này mình sẽ sang bên khu vực chợ Dĩ An, sang bên Linh Xuân Thủ Đức cũng rất là gần quý vị nhé. Một là mặt tiền rất là sung, và đây là mặt tiền mình giới thiệu với quý vị này, nha khoa Việt Mỹ đây quý vị nhé. Mình xem cơ sở hạ tầng cũng như con đường phía trước và khu vực chợ, rồi mình sẽ vào trong quay phía trong cho quý vị xem. Nhà một trệt hai lầu, với công năng sử dụng căn nhà này gồm phòng khách, phòng bếp, view sân kinh doanh, có phòng ngủ ở dưới. Tổng nhà này có 4 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh, cộng với phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Từ hướng phía trước con đường quý vị đang nhìn thấy trên màn hình thì mình di chuyển sang bên ngã tư 550 cũng rất là gần và thuận tiện. Từ ngã tư 550 thì giáp với khu vực Bình Chiểu, Thủ Đức quý vị nhé. Và đây là mặt tiền trên căn nhà này, mặt tiền máy thái hình chữ A ở trên đây quý vị nhé. Nhà một trệt hai lầu, ở trên chủ nhà lập ngói thái và đúc luôn. Một căn nhà do chính chủ xây rất là chắc chắn và kiên cố, với tổng diện tích là 136m quý vị nhé. Và view sân đậu xe hơi. Hiện tại bên thuê nha khoa họ đang làm sân để xe máy cho khách hàng. Quý vị có nhu cầu đi xem căn nhà này thì liên hệ với Nhà Đất Hồng Sơn, hẹn gặp mình ở ngã ba ông xã hoặc là ở ngã ba cây Điệp, mình sẽ dẫn quý vị đi xem trực tiếp căn nhà này. Bây giờ mời quý vị mình sang tham quan căn nhà quý vị nhé. Và bên đây là khu vực mặt tiền ngược lại quý vị này, mặt tiền chợ kinh doanh buôn bán rất là sung nhé. Đây là nhà hướng bên đối diện của căn nhà mình, nhà mình thuộc hướng tây quý vị nhé. Đối diện là những căn nhà một trệt hai lầu, rồi nhà một trệt một lầu, kinh doanh buôn bán sầm uất ở khu vực này, hai đầu là hai chợ. Và bây giờ mời quý vị vào trong tham quan chi tiết này. Ở đây thì có view sân rất là rộng này. View này thì quý vị để được khoảng một chiếc xe hơi 7 chỗ hoặc xe bán tải thoải mái, và để thêm được khoảng nhiều chiếc xe Honda. Hiện tại thì đang để xe Honda cho khu vực làm nha khoa quý vị nhé. Thì mình chỉ xem khu vực tầng trệt thôi, còn các lầu trên hiện tại thì bên nha khoa đang hoạt động, nên quý vị nào có đi xem thực tế thì Hồng Sơn sẽ dẫn quý vị đi xem thực tế nhé. Cửa chính ở đây thì có một lớp cửa nhôm xi pha giả gỗ ở khu vực cửa chính thứ hai. Mình cùng di chuyển vào trong là khu vực phòng khách, hiện tại chủ nhà đang cho thuê ở đây thì làm bên quầy. Ở đây thì mình có quầy lễ tân ở đây quý vị nhé. Nhà chính chủ xây một trệt hai lầu chắc chắn ở đây. Mình di chuyển vào trong khu vực phòng bếp, ở đây là khu vực cầu thang quý vị này. Cầu thang đây thì chủ nhà ngăn kính cường lực rồi để gắn máy lạnh ở đây nhé. Trên đây lên tới hai lầu trên, và ở đây lúc trước là khu vực phòng bếp quý vị này.
phòng bếp thì hiện tại đã không có sử dụng tới, họ đặt những cái máy chuyên ngành bên nha khoa. Và phía trong là khu vực phòng vệ sinh cũng như là phòng ngủ ở trong cùng. Phòng ngủ tầng trệt, tủ nhà cũng không sử dụng tới quý vị nhé. Nhà này thì có tới 4 phòng vệ sinh như thế này, 4 phòng luôn quý vị nhé. Và đây là phòng ngủ tầng trệt này, phòng ngủ tầng trệt ở đây. Tuy nhiên bên nha khoa họ cũng không sử dụng tới phòng ngủ nên chỉ để đồ thôi. Và phía sau có lối thoát hiểm rộng tầm khoảng là 1 mét ở phía sau. Quý vị có nhu cầu đi xem thì hãy liên hệ với nhà đất Hùng Sơn qua hai số điện thoại 0973 114 255 hoặc số 0983 155 009. Hẹn gặp mình ở ngã ba ông Xã hoặc là ngã ba Cây Điệp, mình sẽ dẫn quý vị đi xem trực tiếp. Còn đây là thang bộ để lên lầu trên, hai lầu trên, tuy nhiên mình không có lên quý vị nhé. Hiện tại đang kinh doanh chuyên ngành nha khoa nên mình chỉ xem khu vực tầng trệt thôi. Còn anh chị nào có nhu cầu đi xem thực tế thì Hồng Sơn sẽ dẫn cho quý vị đi xem thực tế luôn. Một căn nhà mặt tiền đường chợ với giá là 12 tỷ 200 triệu đồng. Giá này thì vẫn còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với nhà đất Hồng Sơn để đi xem trực tiếp và có giá tốt nhất quý vị nhé. Một con đường rất là sung, kinh doanh buôn bán đa ngành nghề. Đây, vị trí rất là sung nhé. Đường phía trước này, cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây. Chúc quý vị một ngày mới cuối năm 2022 vui vẻ và đón một cái xuân năm mới 2023. Video Hồng Sơn đến đây là kết thúc rồi. Chúc quý vị một ngày mới tràn đầy hạnh phúc.